cái toàn xe luôn kìa. Để mình khám phá tới đây. Ủa tới tới đây thôi hả? Có chỗ nào có bóng cây không? Thôi chui xuống dưới gầm xe. Xuống xe. Ủa sao mà chỗ này với cái đồi kia này có xíu chứ mai này. Ôi trời ơi, đây này. Đây kìa, đây nè nó, hai xuống. Trời, xe Jeep chạy như bye bye. Dưới đó có bầu sen nè. Nắng không? Phải cho con đi xe nè, nắng không? Không em nữa. Tiếp một điểm nữa. Nhung vô chơi, Nhung vô đi. Đúng rồi. Mấy nọ nữa rồi. Mấy nọ mày nấu hết nè. Đi theo các thầy cô hay chưa? Hát được tóc ra hay chưa? Rồi lên lên đi. Lên xe chụp hình đồ đi về luôn nè.
Mày cái chuyện gì mà liên tiền chửi cháu, tôi cứ sợ như thế. Có phải cô chung vô ngầu để con tôi hoài? Đã quá. Mấy cánh điện gió to như vậy. Tí nữa nó cũng lao cho mình xuống nữa lại hay sao ta? Về thôi. Anh này tê nắng nhưng mà vui đúng không? Đúng rồi. Giá trị rồi nói chứ sao? Giá trị ngày hôm nay quá rồi, xúc tắc em ngủ ngon á. Em ngủ mà em ngái chân cũng ngủ ngon. Thế gì không? Ngái không ăn hay luôn rồi. Biến xong rồi. Ha ha ha.